Vâng, người ta thường nói những sản phẩm của thương hiệu TOTA thường mang đến cho người tiêu dùng những thiết kế đơn điệu và trang bị ít công nghệ và tính năng. Tuy nhiên, với một cái sản phẩm mà vừa mới cập bến tại showroom của em Việt trong ngày hôm nay, có thể khiến các anh chị chúng ta suy nghĩ lại về điều đó. Một chiếc xe với nội thất, các bác có thể ngắm nhìn giúp em, rất tinh tế và vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt là nó lại được trang bị cho trên chiếc xe này với những option công nghệ mà theo em đánh giá là nó không hề kém cạnh với các cái sản phẩm đến từ các thương hiệu của Hàn Quốc đâu cái chị nhá. Vậy thì một cái sản phẩm được rất nhiều người ưa thích trong phân khúc sedan hạng D. Chiếc xe này của em là một chủ duy nhất từ đầu Hải Dương, lăn bánh 5.9 chuẩn zin từng km, xe full lịch sử bảo dưỡng hãng. Và tất cả tình trạng của chiếc xe này thì em Việt sẽ cam kết với các bác là không đâm xô, không tai nạn, không thủy kinh ngập nước và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, để các anh chúng ta có thể dễ dàng sang tên đổi chủ. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng thì xin mời các bác chúng ta có thể cùng em Việt dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng chiếc xe này, để xem là với một cái mức mất giá có thể nói là lên tới hơn 300 triệu cho một chiếc xe còn rất mới như này, nó có xứng đáng để các bác bỏ tiền ra hay không các anh chị nhá. Thì đầu tiên chúng ta có thể đi ngay giúp em vào cái vô lăng của chiếc xe này. Thì các bác có thể thấy là vô lăng được bọc ra, và ở trên đó chúng ta đã thấy là rất nhiều những cái phím bấm rồi. Bên này thì các anh chúng ta có giúp em là tăng giảm âm lượng, nghe thoại rảnh tay. Ở phía bên này thì các anh chúng ta thấy là nó còn có tính năng ga tự động cruise control. Vô lăng được bọc da cao cấp các anh chị nhá. Cụm đồng hồ hiển thị bên trong thì các bác có thể thấy họ kết hợp giữa các đồng hồ cơ và các cái thông số điện tử rất là rõ nét. Được chưa? Và mức công tơ mét thì các bác có thể nhìn giúp em nhá. 59.437 km, được chưa? Zin nguyên bản, một chủ, lốp theo xe cả dàn. Ngoài ra thì phía đằng sau vô lăng các bác thấy là còn được trang bị cho các anh chị ta với lẫy chuyển số thể thao này, đèn auto và có gạt mưa auto rồi. Như các bác thấy điểm nữa này, các anh chị ta có thể thấy là nó còn trang bị cho các anh chị ta với tính năng hiển thị tốc độ trên kính lái HUD, một tính năng mà có thể nói là vô cùng cao cấp mà cũng đã được trang bị trên chiếc xe này. Khi mới thì cái phiên bản này nó có giá rơi vào khoảng 1.350.000.000 để các anh chị ta có thể lăn bánh nó ở trên đường. Còn ngày hôm nay thì em Việt đang chào bán cho các bác với con số là chỉ có hơn 900 thôi. Vậy thì tiếp tục với cái khu vực bảng táp lô trung tâm chính thì các anh chị ta có thể thấy một cái thiết kế có thể nói là vô cùng tinh tế và đẹp mắt, đúng không ạ? Xe được trang bị cả chìa khóa thông minh đầy đủ start stop với chị nhá. Một cái màn hình giải trí này, hệ thống âm thanh rất là cao cấp đến từ thương hiệu JBL, có cam lùi. Hệ thống điều hòa của xe này thì nó được trang bị cho chúng ta là 3 vùng độc lập các anh chị nhá. Đây, ở đây chúng ta sẽ có thấy là nó là 3 zone, được chưa ạ? 3 zone. Thì có nghĩa là 3 vùng. Ngoài ra thì các bác có thể thấy này, hơi tiếc một chút thì chiếc xe này nó vẫn là trang bị cho chúng ta cần số cơ, nhưng ở đây thì các anh chúng ta đã có eco, chế độ lái eco, normal và sport thể thao, phanh tay điện tử và có auto hold nhá. Điểm nhấn của khu vực bản táp lô trung tâm thì các bác có thể thấy là nó có các chi tiết vân gỗ thiết kế rất tinh tế và đẹp mắt, và các chi tiết còn lại thì được bọc da và may chỉ tạo điểm nhấn. Ngoài ra thì ở trên cái khu vực này thì các bác có thể thấy là họ được trang sử dụng là da lộn kết hợp với loa loa JBL cao cấp. Ngoài ra thì các anh chị có thể thấy là xe còn được trang bị cho chúng ta là gương chiếu hậu chống chói tự động, và đặc biệt là nó đã có được cái cửa sổ trời rồi. Không thể kém cạnh so với những cái sản phẩm đến từ các thương hiệu của Hàn, đúng không các bác? Một cái điểm rất tinh tế của cái dòng xe này thì đây, đó là cái ghế phụ này, nó cũng chỉnh điện, nhưng họ bố trí cái vị trí mà chúng ta thấy ở đây là lên xuống ghế hay gập ghế này, ở cái vị trí này, thì có nghĩa là trong cái trường hợp mà người ngồi sau, các bác có thể thấy là cũng có thể chỉnh được lên xuống ghế, đúng không ạ? Giúp cho chúng ta sẽ có một cái không gian mà chúng các bác hay ví là dành cho ông chủ ở phía dưới này thêm độ rộng rãi và tiện nghi. Phía sau này chúng ta có cửa gió điều hòa nhé. Đây ạ, cổng cắm sạc ở phía dưới này. Nhưng mà chưa hết các bạn, ở đây thì em còn giới thiệu với các anh chị chúng ta với một cái bậc tì tay này. Đây, các bác nhìn này, ni lông chưa kịp bóc ra này, mới tinh tình tình ấy chị nhá. Và với cái bậc tì tay này thì các bác có thể thấy là chúng ta có thể chỉnh cái gì. Các bác có thể là chỉnh độ ngả của ghế này. Đây ví dụ này. Đó, cái này là cảm ứng nhé các bác nhé. Đây ạ. Đấy, cái này là cảm ứng này. Đó, đây các bác ngả ghế này, rất là hay luôn. Đấy, đây ạ. Hoặc là sau chúng ta có rèm điện này. Đấy, chỉ bằng một cái nút bấm thôi. Đấy, cái này nó đang vướng mất hai cái. Đấy, lên xuống nhá, rất êm ái đúng không ạ? Đây, các bác thấy là các chi tiết này bây giờ họ chuyển sang thành cảm ứng rồi. Đấy, cũng rất là hay đúng không ạ? Đây chúng ta khay cái hộp để cốc này, rất mới luôn, ni lông còn chưa kịp bóc hết ra này. Trên này là da nhá. Đấy, các bác thấy rất nhiều tính năng và công nghệ đúng không ạ? Mà quan trọng nhất là chiếc xe này thực sự là còn rất mới và còn nguyên zin nguyên bản các anh chị ạ. Em quay các bác chúng ta với hàng ghế thứ hai của nó này.
Đấy, đây nhá, chúng ta bỏ cái bậc kỳ tay này xuống này thì các anh chị có thể thấy chiếc xe này nó mang đến chúng ta với một cái không gian nội thất có thể nói là rất rộng rãi, đúng không ạ? Thoải mái để cho các chúng ta có thể ngồi này. Đấy, tất cả kính đều là kính auto. Đấy, các chi tiết nhựa bóng piano nhá. Ở đây chúng ta một cái còn có thêm một cái rèm cơ. Đấy, để các chúng ta kéo lên che nắng này trong chuyến đi của mình. Đấy, và tất cả tình trạng xe là cam kết cho các bác là keo chỉ zin nguyên bản 100%, xe full lịch sử bảo dưỡng hàng. Ok chưa ạ? Và đây quay trở lại với cái hàng ghế trước thì các bác có thể thấy là ở đây thì các chúng ta còn có thêm cân bằng thử chống trượt này. Đấy, mở cốp điện này để xe bảo dưỡng định kỳ trong hang nhé. Các anh chị mua này thì quá yên tâm luôn. Đó, ghế lái là ghế chỉnh điện, bằng ghế phụ cũng chỉnh điện. Đấy, năm sản xuất là của em con này là năm 2020 các bác này, tem mác đầy đủ hết này, không thiếu gì luôn. Từ cái chốt khóa này, từ lốp. Đấy, các bác thấy nó chất chưa? Được chưa? Và đương nhiên rồi, tất cả những cái sản phẩm này thì các bác có thể thấy là còn nguyên zin nguyên bản này, các chi tiết bản lề cửa các anh chị nhìn này. Quá ok luôn nhá. Đây ạ. Đấy, và ở đây các anh chị có thể thấy là tất cả kính là đều auto rồi. Các phím bấm các chi tiết và đặc biệt là còn nhớ hai vị trí ghế và họ bố trí ở trên này. Đấy, tay nắm cửa, kể cả cái khu vực bảng tapping cửa thì các bác có thể thấy là họ thiết kế cũng rất đẹp mắt và tinh tế, đúng không ạ? Ở đây khu vực bậc tì tay chúng ta thấy là đây là da này, toàn bộ là da các bạn, may chỉ tại điểm nhấn nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, ghế cũng vậy, ghế thì các bác có thể thấy họ cũng may các cái chi tiết thiết kế khá đẹp ở giữa đục lỗ thông hơi này. Đấy, ngồi vào cảm giác nó êm, nó không bị bí, được chưa? Đó, form ghế thì cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp các bạn. Và các chị nhìn cho em tổng thể lại khu vực bảng tablo trung tâm của xe này, quá yêu luôn, đúng không ạ? Đấy, các chi tiết bản lề nhá, từng ốc các anh chị nhìn này, nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Đó, đó là chất lượng chi tiết của xe này. Đấy, vậy thì đây, mở tiếp cho các anh chị chúng ta cả cái phần cốp ra này để cho các anh chị chúng ta có thể tham khảo giúp em nhé. Đặc biệt ở đây các bác thấy con này của em thì trang bị động cơ máy 2.5 bản này, bản full cao cấp nhất, và mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ rơi vào khoảng 7,56 lít xăng cho 100 km hỗn hợp thôi. Còn đường ngoài đô thị con này có 5,4 lít xăng. Và đây cốp sau của xe thì đây các bác thấy đây, rất mới luôn. Con này thì nó phải nói là còn quá mới luôn anh chị nhá, nỉ còn chưa kịp có vết bám bẩn, máy đang nổ nhưng mà cực kỳ êm. Và anh chị nhìn cho em đồ đạc kích thay thế này. Đấy, lốp dự phòng là chưa lần chạm đất các anh chị nhé, nguyên zin nguyên bản từ A đến Z, để các chúng ta mua xe này các bác cảm thấy là hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đấy, khả năng cách âm của chiếc xe này thế hệ mới này thực sự là vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời các bạn. Vâng, vậy thì mẫu xe mà em Việt ngày hôm nay muốn giới thiệu với các bác là một trong những chiếc sedan hạng D mà có thể nói là được nhiều người yêu thích, đó chính là chiếc Toyota Camry thế hệ 2020. Phiên bản này của em thì các bác thấy rồi, nó là bản 2.5Q cao cấp nhất, được chưa? Xe một chủ nhá, gốc Hải Dương. Đấy, chạy 5.9 và lốp theo xe cả dàn. Các bác chúng ta thể tiếp tục đi về cái phần đuôi về sau thì các bác thể thấy là thực sự Camry đời mới bây giờ thì nó đã trở nên trẻ trung hơn rất là nhiều so với cả thế hệ cũ, đúng không ạ? Nhất là cái phần đuôi về sau các bác nhìn này. Đấy, hệ thống đèn hậu của xe thì nó được trang bị với những cái giải đèn LED thiết kế cực kỳ là tinh tế. Và đây, đương nhiên là nó còn gần như mới tinh luôn các bác nhá. Đấy, như các chị nhìn thấy phần cốp đây ạ. Nó có một cái chi tiết này, họ vuốt rất là đẹp mắt và giống như là chúng ta cảm giác giống như một cái đuôi gió vậy. Và độ zin của xe các anh chị nhìn ra đường mép này. Đó, nó phải đều thẳng tăm tắp các anh chị nhá. Phía sau thì đương nhiên là chúng ta sẽ còn có cảm biến cảnh báo va chạm nữa. Và các bác có thể ngắm tổng thể ngoại hình của chiếc Toyota Camry 2020 giúp em. Bô kép thể thao, máy đang nổ nhưng mà cực kỳ êm, đúng không ạ? Cực kỳ êm ái các chị nhá. Và đây, tiếp tục thì quay cho các anh chúng ta với cái phần đèn hậu bên phía phụ đây để các bác có thể tham khảo giúp em nhé. Con này thì thực sự rất chắc chắn ăn xuất sắc về chất lượng anh chị nhìn này. Đấy, xe đẹp nguyên zin nguyên bản. Đó, chiếc xe này được trang bị chúng ta với một bộ la răng đa chấu thiết kế khá đẹp mắt. La răng của con xe này thì các bác có thể thấy nó lên tới 18 inch các bạn. Vâng, 18 inch. Đấy, và đương nhiên là lốp theo xe cả dàn nhá. Đây anh chị nhìn này, đầy lốp đây. Đó, mà cụm phanh bên trong các bác nhìn cho em nó vẫn còn trắng phao phao này, và từng cái vạch sơn này. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết. Đó, tay nắm cửa thì ở đây chúng ta thấy là được ốp chrome, được chưa ạ? Và các bác có thể ngắm tổng thể cái ngoại hình xe này. Những cái đường gân dập nổi trên thân xe cũng là một điểm nhấn của chiếc Toyota Camry ở thế hệ này, thêm cái phần bắt mắt, đúng không ạ? Nó đã trẻ trung, ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, năng động và hiện đại hơn rất là nhiều. Đó mới chỉ là cái phần đuôi phía sau thôi, nhưng cái phần đầu thực sự cũng khiến chúng ta cảm thấy rất ấn tượng. Thì các bác có thể nhìn cho em này. Đấy, thiết kế mới của chiếc Toyota Camry với những đường gân dập nổi trên nắp capo kết hợp với phần mặt cản ca lăng ở phía dưới thì các bác thấy thiết kế thực sự là vô cùng tinh tế, đúng không ạ? Đây em quay gần ngay chị chúng ta nhìn nhé, hệ thống đèn pha của xe này thì các bác thấy là được trang bị bóng đèn bi siêu sáng kết hợp với những giải đèn LED rất tinh tế và thiết kế mảnh mai. Cái thiết kế này chúng ta gợi nhớ đến những chiếc Camry phiên bản LE nhập Mỹ, đúng không ạ? Nó nhìn nó mảnh mai, tinh tế và đẹp mắt hơn, đúng không ạ? Các chị nhìn này.
Đó, đặc biệt là phần cản thể thao phía trước các bác thấy với các chi tiết được sơn màu xám nhá, xám bóng rất đẹp các bạn. Vâng, rất đẹp. Phải nói là Camry ở cái thế hệ đời 2020 này thì không có từ gì để chê luôn các bạn. Vâng, không có từ gì để chê các chị nhìn này. Quá yêu luôn. Đúng không ạ? Form dáng thiết kế một chiếc sedan dài rộng trường xe, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng. Vâng, và quan trọng nhất là nó còn rất mới các bạn. Và kèm này thì chúng ta tiết kiệm được gần 400 triệu rồi cho chiếc xe này. Đấy, và quan trọng là các bác mua là một chiếc xe đẹp, xe chất nhá. Con này của em thì bao chiếc test thoải mái toàn quốc. Các bác có thể là đem ra chính hãng check lại một lần nữa trước khi chúng ta giao dịch này, là rằng các bác nhìn này, thiết kế rất đẹp mắt và tinh tế. Đấy, trên này chúng ta còn có cả xi nhan tiếp trên gương nữa nhá. Vậy thì đó là tổng thể nội thất và ngoại thất của chiếc Toyota Camry 2020 màu trắng ngọc trinh mà em Việt đang có tại đây. Và để giúp các chị ta thể đánh giá được cái tình trạng chất lượng chiếc xe tốt hơn thì em sẽ quay cho các bác cái khoang động cơ. Vâng, và thì đây ạ, xin mời các anh chị chúng ta thì cùng em kiểm tra với khoang động cơ của cỗ máy 2.5 đua VVTi nổi tiếng của chiếc Toyota Camry nhá. Các bác thấy đây, đương nhiên con này thì bao zin bắt tủ gioăng dần cò, các chị nhìn cho em. Đấy, các chi tiết máy của nó các bác thấy là còn trắng phao phao. Nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đây ạ, từ lốc ánh 7 màu này. Đấy, và được cabo các bác thấy nó cũng không một cái vặn nhá. Đó, đây ạ, từng cái lỗ tròn đều này trên cabo này, các bác phải thấy này. Đấy, con này thì nó quá chất luôn mà các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm. Đấy, khi mà các bác lựa chọn cho mình chiếc xe này. Đấy, bác nào cảm thấy lăn tăn thì các anh chị chúng ta vẫn có thể là đem đi check test chính hãng nhá. Các anh chị nhìn xem này. Đấy, quá chất luôn, đúng không ạ? Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Camry 2.5Q 2020 mà em Việt đang có, và mức giá em đang chào bán dành cho chiếc xe này ngày hôm nay chỉ với con số là 990 triệu và có thương lượng cho bác nào thiện chí thì trực tiếp liên hệ cho em theo số hotline là 0947 598 859 để bên em hỗ trợ và tư vấn cho các bác chúng ta về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc Toyota Camry màu trắng ngọc trinh này các chị nhá. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các bác đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ, và nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.